Ngày xưa hay dẫn nghêu cũ ra đen phở. Anh Hòa bây giờ bán xôi rồi các bạn ạ. Hôm nay cùng chúng dân bắt cho chết chết. Nay còn má đào không? Còn. Hôm qua thì có 10, hôm nay lên 40. 40 suất. 40 suất. À được. Ông chuyển sang bán xôi rồi. Ngày xưa toàn dẫn nghêu cũ ra đen. Thế đi ạ? Nhìn này, cái trứng này đánh giá là cao này. Tráng như này nhưng mà nó vẫn còn lòng đào này. Quả trứng nó tươi và trứng. Rồi rồi, ngon chưa? Ôi, không phải khoe hàng nữa, biết là giỏi rồi, cứ phải khoe. Nhưng quả trứng này là nhìn sướng à, múc ra thôi. Là dưới quả nước sốt này lên, cũng ngon thật. Đầu tiên ấy, ngay cái nước góp này, ăn này, ngon, vị này vào. Xôi này, làm rất là kỹ, nó vẫn là dẻo, thơm, nhưng mà nó không bị nát. Ngâm gạo trước, đồ rất kỹ này, chọn gạo như này. Má đào này ăn mềm, vừa tới, không bị nát quá. Phải nói là ngon, quả thịt má đào, không lẫn được đi đâu bạn ạ. Ông chủ nói mười mấy vị kia, ông chia sẻ 14 vị, 3 vị ông giấu, mềm. Lấm ra vị ngon, nói chung là cái hàng xôi ngoài vỉa hè này chất lượng được như này, lại thêm ông đầu bếp vui vẻ này nữa, 9 điểm các bạn nhé.